Chào các bác, chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube nhà em. Vẫn tiếp tục lên cho anh em một dòng sản phẩm rất là chất lượng và cũng là số giá rẻ cho anh em chơi phòng hát gia đình là cực kỳ tuyệt vời rồi. Để nếu như anh em nào đang sử dụng mà muốn nâng cấp về âm ly hoặc là muốn có một chất giọng âm thanh tốt hơn phòng hát gia đình, đặc biệt là những bác mà có năng khiếu ca nhạc hoặc là những bác có niềm đam mê sở thích ca nhạc, chúng ta hãy sử dụng cho mình một con vang cơ lai số vừa chuyên nghiệp vừa chất lượng như thế này và giá thành thì hợp lý quá. Đấy, chỉ có hơn 1 triệu đồng anh em đã có ngay một con Legatic FX70 Plus phiên bản RV rất là chất lượng rồi. Hình thức thì các bác và em được nhìn thấy trực tiếp qua video ngày hôm nay với phiên bản màu đen và vô vàn tính năng để các bác và em trải nghiệm phòng hát gia đình căn chỉnh rất dễ dàng. Mẫu này thì là dòng sản phẩm vang cơ lai số đến từ Legatic nhá, hàng chuẩn loại 1 bên em. Rất nhiều tính năng bao gồm 2 cổng mic phía trước để anh em sử dụng mic dây hoặc mic không dây, có âm lượng lớn nhỏ để các bác căn chỉnh làm sao cho phù hợp với cái chất lượng tiếng mic của các bác, và có đầy đủ các giải bass mic check phần mic và nhạc để các bác căn chỉnh một cách chi tiết hơn với những bộ loa này, với những cặp mic anh em đang sử dụng. Và có thêm một cái chức năng rất là quan trọng, đó là FB chống hú để hỗ trợ cho những anh em mà sử dụng với âm ly tăng khả năng chống hú tốt hơn. Và đặc biệt hơn nữa là có thêm 3 tính năng được cài sẵn trên máy, bao gồm KTV1, KTV2 và KTV3. 3 tính năng này là tính năng echo, reverb và sự kết hợp cả echo cả reverb cho anh em. Có loop mode ở đây, chúng ta có thể sử dụng tất cả đường tín hiệu lấy nhạc USB, cổng quang, Bluetooth hay đường dây tín hiệu trắng đỏ mặt sau. Với mặt màn hình LCD hiển thị đầy đủ các chức năng thông số cơ bản để anh em có thể căn chỉnh hoặc là chúng ta có thể lấy nhạc. Và các bác nhớ không ạ, đây là 4 phím chức năng rất là cao cấp để anh em có thể hỗ trợ cho cái giọng hát của bác tốt hơn. Bao gồm echo sẽ có delay và repeat, reverb thì sẽ có reverb time và reverb âm lượng tổng để các bác có thể hát phát huy tối đa cái chất giọng của bác tốt hơn. 3 phím volume thiết kế có đèn led là effect vang nhạc, âm lượng tổng mic, âm lượng tổng nhạc. Và anh em nhớ cho em là căn chỉnh cái mẫu này thì rất dễ dàng thôi, sử dụng hết bằng cơ các bác nhá. Và trong sản phẩm Legatic FX70 bên em cũng không chỉ là lần đầu tiên giới thiệu nữa. Rất nhiều video trước đó bên em Tùng đã giới thiệu cho anh em khách hàng, và phần lớn anh em đặt hàng cũng rất là ưng ý với bộ sản phẩm Legatic FX70 bên em. Dòng sản phẩm vừa đẹp về mặt hình thức, vừa tốt về mặt chất âm, và hơn nữa thì giá thành hợp lý nữa. 3 tiêu chí đã có trên Legatic FX70. Vậy thì còn lý do gì mà các bác không lựa chọn một dòng sản phẩm vang cơ lai số rất là chất lượng như này để chơi ngay vào phòng hát linh nhỉ? Em bây giờ em sẽ cùng các bác và anh em trải nghiệm một chút chất âm để từ bộ sản phẩm Legatic FX70 RV nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10. 1 2 5 6 7 8 9 10. Ok anh em thấy sao ạ? Với Legatic FX70 Plus phiên bản RV từ tiếng chất lượng echo cho ra phòng hát được 3.000, cũng nghe thử rồi. Ở đây thì em cũng test luôn cả khả năng chống hú đấy nhé các bác. Legatic FX70 em thấy là echo tốt, ngọt ngào, kết hợp thêm tính năng reverb có trên này. Thì anh em nhớ cho em các cơ lai số, đặc biệt là Legatic FX70 là dòng reverb thật để anh em có thể căn chỉnh. Em thấy reverb khi kết hợp với echo trên Legatic FX70 cho ra một tiếng chất âm cực kỳ hay, dễ chịu, tiếng hát nhẹ thanh, và dòng này thì có khả năng chống hú cao nữa. Vậy nên anh em nếu như sử dụng Legatic FX70 vào phục vụ là hát gia đình hoặc là chúng ta hát đi làm phòng trà, rồi là chúng ta sẽ có thể hỗ trợ cho cái giọng hát của bác để trở lên tốt hơn khi chúng ta sử dụng những cái dòng sản phẩm mà vang cơ lai số cao cấp như thế này. Và ngoài ra thì Legatic FX70 có thể sử dụng trong việc chúng ta nghe nhạc, nó giống như một chiếc âm ly mini thu nhỏ vậy, vừa có thể hát vừa có thể nghe nhạc. Và nghe nhạc như thế nào, ngay bây giờ cùng với em nắp tai nghe và trải nghiệm tính chất lượng nhạc của Legatic FX70 Plus phiên bản RV nhá. Thấy tiếng nhạc của Legatic FX70 vào phòng hát gia đình là như thế nào chưa ạ? Tiếng nhạc nghe tốt hơn hẳn so với việc chúng ta nghe nhạc bằng âm ly đúng không ạ? Bởi vì ở đây thì anh em có thể căn chỉnh được các dạng chi tiết rồi, bass mic check giống như việc chúng ta sử dụng ở trên âm ly, mà nó còn có vẻ như là nó tốt hơn, nó nhỉnh hơn về tiếng bass, tiếng mic. Khi chúng ta sử dụng ở trên âm ly nhiều khi các bác căn chỉnh nó còn bị vỡ tiếng, bị ù loa nữa cơ. Nhưng mà khi các bác về sử dụng xem vang thì khác hẳn các bác nhé. Đây là một trong những mẫu sản phẩm rất là chất lượng và là phiên bản công nghệ cao, nên các bác em sử dụng hoàn toàn có thể yên tâm được. Và giá thành thì sao, nếu như các bác em đang có nhu cầu với dòng Legatic FX70 với mức giá bên em khuyến mại rất là tốt, 1.250.000 đồng, bao ship và tặng người rác, và cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em Tùng 0979629336 để có ngày giá tốt nhất nha. Chế độ bảo hành lên tới 1 năm, 30 ngày đầu được phép đổi mới và nhận hàng thanh toán sau,
không phải đặt cọc bất kỳ 1.000 nào khi chúng ta sử dụng hay là mua hàng tại cửa hàng tủ audio, đặc biệt là với mẫu sản phẩm Black Altic FX70 Plus phiên bản BV. Và video của em xin dừng lại tại đây. Đó là tất cả các anh em ở những video tiếp theo của tủ audio. Xin chào.